mua skin cắt mỗi ngày cả nhà ơi. Chín này. Lấm. Đậm. Màu đẹp không? Trái này 2, 4, và trái này 5 học à. Trái này 5 học à. Tưởng được 6 học thấy toàn quá. Không đại ca ơi, em hết rồi. Qua này anh gì? Cầm điện thoại mấy không được. Musakin đó 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 nè 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 cho họ chơi rồi cầm đi khỏi méo được mấy cái kia nhiều tái lắm đại xíu qua đi qua cho mày coi rồi rồi rồi. Anh gì? Nè. Đứng không được nữa. Dạ. Ừ, cơm nó dậy mua skin qua wow, cái này ơi đây còn nhánh nè. À, cắt luôn. Đang leo cây đại ca. Cầm đi hỏi có con tay nó lắc. Tầm 80 kg nha mọi người. Tầm 80.000 kg. Musa Kim. Như vong muốn tài luôn rồi. Lại bớt để ông để nữa chết. Tái ni ní này cũng 18 này nha, mua xô hôn nha. Còn mấy cây bên kia nhiều, cây này còn cây này ít trái.
đoạn cầu Mỹ Thuận này ca. Đây ca đâu em khắc xong em chạy ra. Cây này ba mấy trái rồi chị. Có tuần sau em cắt cái vườn, hôm qua mua cái vườn cây cây bự lắm, vườn nó nhiều trái, cây á cỡ tạ mốt à. Cây để 40 mấy 50 trái không. Nay làm bông thì 5 tháng mấy nữa. Mua skin miền Tây nè anh Dương. Vườn này là mùa đầu nha mọi người. Con này làm gì? Mm-hmm.